Thị trường vàng thì chúng ta nhận thấy vàng đang có những cái cú tăng trưởng bứt phá rất là mạnh mẽ, tiếp tục tạo ra cái all time high mới sau khi mà phá vỡ cái nền giá tại khu vực trading sideways 2.400 đến 2.530, đúng không ạ? Vùng này là vùng trading sideways mà chúng ta đi gặp thấy rất là nhiều và đã hoàn toàn break out vào cái ngày thứ 5 và cả cái ngày thứ 6 của cái tuần vừa rồi. Nhưng tuy nhiên thì cho đến lúc này á, mình nhận thấy vàng đang có dấu hiệu hình thành một cái mẫu hình ít nhất là pullback hay là cover, gọi là một cái điều chỉnh nhẹ trước khi mà có thể tăng được mạnh hơn. Mô hình này rất là quen thuộc, đó chính là Boom and Run Reversal, đúng không ạ? Chúng ta nhận thấy đây là một cái tích lũy, đúng không ạ? Một cái tích lũy đi lên, sau đó gọi là cái lead in trendline, đúng không ạ? Còn đây ấy, là đường Boom and Trendline. Thì giải thích cho cái mô hình này, chúng ta hiểu rằng đây là cái thời kỳ tăng giá là phù hợp. Thế nhưng có một cái giai đoạn giá tăng đẩy lên rất là nhanh chóng, rất có tăng, gọi là tăng quá nhanh và quá mạnh trong một thời gian quá ngắn ấy. Thì đây thường là đại diện cho một cái thời kỳ tăng trưởng đầu cơ gọi là quá nóng, không bền vững và có khả năng sẽ phải có cái điều chỉnh. Và nhìn biểu đồ này á, thì rất có thể vàng sẽ có một cái cú điều chỉnh quay trở lại cái ngưỡng 2.530, retest trở lại cái ngưỡng này trước khi mà có thể đi lên, tiếp tục đi lên cái xu hướng tăng trưởng, tiếp tục đi lên, đúng không ạ? Đấy, cái mô hình này sẽ thật sự hoàn thiện khi mà nó có thể tạo ra một cái đỉnh mới trên biểu đồ H1 này thấp hơn cái đỉnh cũ, đúng không ạ? Còn nếu như từ đây mà nó vẫn tiếp tục tăng lên á, thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái đường bump trendline này, đúng không ạ? Đấy, đi lên cao hơn. Còn nếu như nó có thể tạo ra một cái mô hình đỉnh đôi, đúng không ạ? Một cái mô hình M formation ở đây và quét qua cái đường bump trendline này á, thì lúc đó chúng ta sẽ tìm kiếm cái vị thế bán xuống. Nhưng chúng ta hiểu rằng ở đây á, đây là tiềm ẩn cái khả năng có thể sẽ là pullback chứ không phải là cái đảo chiều nha. Tại vì xu hướng chính của nó thì vẫn theo cái chiều hướng đi lên mà thôi, trong cái bối cảnh tâm lý của thị trường hiện tại. Nhưng chúng ta biết rằng là thường là sẽ không có thị trường nào mà cứ tăng hoài được, cái điều chỉnh là sẽ có. Và vàng đang rơi vào trạng thái tăng trưởng quá nóng, đúng không ạ? Quá nóng thì sẽ phải có cái gì đó hạ nhiệt theo chiều hướng đi xuống này trước khi mà có thể bật tăng đi lên.